Bây giờ chúng ta sang địa chỉ. Thôi bây giờ thầy sẽ gọi hỏi một cái câu gợi ý nè. Từ câu gợi ý này là các em có thể suy luận ra nè. Người ta cần những cái dây địa chỉ này để làm gì? Đây nha, bộ nhớ của các em thì nó gồm nhiều ô nhớ đúng không? Ví dụ bộ nhớ là bộ nhớ một mê chẳng hạn. Tức là mình có khoảng 1 triệu ô nhớ. Thì mỗi một ô nhớ như vậy là nó sẽ có địa chỉ. Địa chỉ 0, địa chỉ 1, vân vân. Cho đến ô nhớ cuối cùng là địa chỉ 1 triệu. Vậy thì khi bộ vi xử lý mà muốn đọc một ô nhớ nào đó trong 1 triệu ô nhớ này thì nó phải báo cái địa chỉ của ô nhớ nó muốn truy xuất đúng không? Nó về mạch mạch điện ấy, về mặt mạch điện ấy, thì tất cả các ô nhớ này nó đều nối vào bus địa chỉ hết, để xin lỗi bus bus dữ liệu hết. Nhưng mà ở trạng thái bình thường thì nó bị khóa lại, nó bị khóa, tức là không có ô nhớ nào liên lạc với lại cái bus dữ liệu này hết nha. Nhưng khi mà chúng ta muốn đọc ô nhớ nào đó, thì bộ vi xử lý nó mới xuất cái tín hiệu địa chỉ ra cho cái mạch gọi là mạch giải mã địa chỉ. Thì cái mạch giải mã địa chỉ đó nó mới mở cái ô nhớ tương ứng ra. Thì khi nó mở ô nhớ tương ứng có nghĩa là cái ô nhớ đó sẽ được nối với cái bus dữ liệu này. Thì thành ra là gì? Thành ra là bộ nhớ nó có thể truy xuất cái ô nhớ. Cho nên để người ta hỏi là địa chỉ làm gì? Địa chỉ nó dùng để, bộ vi xử lý nó dùng cái địa chỉ này nè, để nó truy xuất đến cái ô nhớ nha, ô nhớ mà nó cần thao tác. Vậy thì bây giờ giả sử nha, giả sử bộ nhớ nó chỉ có 2 ô nhớ thôi, thì bộ vi xử lý cần bao nhiêu dây địa chỉ để có thể điều khiển được 2 ô nhớ đó? Bây giờ tôi có 4 ô nhớ thì chúng ta sẽ phải điều khiển bằng 2 dây, thấy chưa? Đó, để các em hiểu rồi đó. Rồi nếu bây giờ tôi có 16 mê ô nhớ thì tôi cần bao nhiêu dây? Đây thầy tính nhanh nhanh cho các em thấy nè. 16 mê tức là 1 mê nhân với 4 à, nhân với 16 đúng không? 1 mê tức là 2 mũ mấy? 2 mũ nhiêu? 2 mũ 20 à, hiểu không? Em cứ nhớ là 2 mũ 10 là ký nha. 2 mũ 20 là mê, và 2 mũ 30 á là giga, hiểu không? Giga đúng rồi, đúng rồi. Đây, đó, ở đây là 2 mũ 4, được chưa? Thành ra là chúng ta có tất cả là 20 cộng với lại 4 là 24 giây, được chưa? Nếu tôi có 16 mê thì sẽ có 24 giây đó. Thì máy tính của mình hiện nay, ví dụ có thể lên tới 10 GB, 16 GB ha, 16 GB, thì các em tính thử 16 GB thì nó cần tối thiểu là bao nhiêu giây? 16 tức là 4, như vậy là 34 giây nha, 34 giây đó. Đó chưa? Như vậy cái số giây của cái bus địa chỉ này nó sẽ quyết định được cái dung lượng tối đa của cái bộ nhớ này. Thì khi mà người ta cung cấp cho chúng ta một cái bộ vi xử lý á, thì cái mình cần phải quan tâm đó là cái data bus là bao nhiêu dây và có bao nhiêu địa chỉ ha, địa chỉ. Thế lại ta lấy ví dụ như là cái con CPU 8088 chẳng hạn. Và thì cái con này nó có data đó. Data bus là data, tức là đây là vi xử lý 16 bit nha, 16 bit. Nhưng mà data của nó, database nó chỉ có 8 bit, 8 giây à. Nhưng mà địa chỉ 20 bit thì các em biết là nó có thể định vị được bao nhiêu, nó có thể định vị được 1 mê ổ nhớ. Vậy còn tín hiệu điều khiển thì có nhiều không? Nôm na ở đây thì các em thấy là có gì ta, có mem read, mem write, IO read write ha, là mình thấy là có 2 dây rồi. Còn những dây gì khác nữa thì trong này tôi có mô tả đây. Đây, đây là cái hình mà người ta hay sử dụng để người ta diễn tả hệ thống bus trong máy tính. À. Các em thấy từ cái hình vẽ ban đầu là chúng ta chỉ có một hệ thống bus chung thôi. Bây giờ nó trở thành là ba cái nhóm bus, đó là bus đường, bus dữ liệu, bus địa chỉ và bus điều khiển. Thấy chưa? Đây, bây giờ chúng ta xem nó có những cái dây gì nè. Thứ nhất là dây dữ liệu. À, thì nó có thể là 36, 316, 32, 64 hoặc là 128 tùy theo cái hệ thống. Bus càng rộng thì hệ thống nó càng nhanh, đúng không? Bus địa chỉ thì có thể là 8 giây, 16 giây, 32 giây hoặc thậm chí là 64 giây.
Và cái số đường dây này nó sẽ quyết định cái dung lượng bộ nhớ tối đa mà bộ vi xử lý có thể truy xuất. Bus điều khiển thì nó sẽ có những cái loại tín hiệu này: tín hiệu đọc ghi bộ nhớ, tín hiệu đọc ghi IO, tín hiệu bus request và grant. Thì cái này tôi sẽ giải thích thêm cho các em một chút để các em hiểu tại sao là request và grant. Theo cái sơ đồ mà các em thấy ở đây nè nha, thì các em thấy là cái bus của mình á, nó là bus dùng chung. Cái bus này nó dùng chung cho tất cả ô nhớ, bộ nhớ và thiết bị ngoại vi. Em thấy dùng chung không? À. Như vậy có nghĩa là dùng chung tức là sao? Có nghĩa là bây giờ tôi bộ vi xử lý mà vừa đọc từ bộ nhớ mà vừa đọc từ đĩa vô, các em thấy có được không? Chắc là không được. Là cái đường gì, nó là đường truyền chung à, thì bộ vi xử lý không thể vừa đọc từ bộ nhớ, không thể vừa đọc từ từ đĩa vào được, thậm chí là không thể vừa ghi lại vừa đọc được. Mỗi hoạt động chỉ thực hiện một trong một khoảng thời gian thôi. Tôi muốn đọc ghi thì tôi phải đọc trước, sau đó tôi ghi, hoặc tôi ghi trước sau đó tôi đọc, chứ không thể diễn ra đồng thời. Đó. Đó là vừa có yêu cầu đọc bộ nhớ mà vừa có yêu cầu truy xuất IO nữa, thì hai cái này không thể diễn ra đồng thời mà chỉ có thể tuần tự nhau thôi, tức là làm một cái gì đó trước rồi truy xuất cái khác sau. Thì cái bus này nó gọi là share bus, share bus. Share bus. Nghe như vậy thì các em thấy ngay là cái share bus này nó có vẻ nó không có đủ nhanh, các em thấy không? Tại vì những cái hoạt động nó không thể diễn ra đồng thời được. Cho nên người ta phải có cái giải pháp cho cái chuyện này. Tức là trên share bus thì hai thiết bị không thể truyền đồng thời nha, không thể truyền. Tức là hai thiết bị không thể có yêu cầu truyền đồng thời được, mà mỗi lúc chỉ có một thiết bị được truyền thôi. Tất nhiên là một thiết bị truyền thì phải có thiết bị nhận. Nhưng mà cái thiết bị mà khởi khởi tạo để truyền á, thì mỗi lúc chỉ có một. Vậy thì trên cái hệ thống bus chung này đi, làm sao để có thể điều phối được nha, làm sao để có thể điều phối được cái hoạt động trên bus này, thì người ta phải có một cái bộ trung gian, đó là một cái bộ gọi là bus arbitration. Bộ trung gian thì cái tên nó là bus arbiter, bộ điều phối bus nha, điều phối bus. Và cái hoạt động điều phối này chúng ta gọi là arbitration. Thật ra nó cũng dễ hiểu thôi các em. Như vậy khi mà tôi yêu cầu truy xuất bus, tôi muốn truyền dữ liệu, thì tôi phải báo cho cái anh arbiter này biết là tôi muốn truyền. Và anh arbiter này anh mới nhìn xem là cái bus này hiện giờ có ai truyền không, nãy giờ anh có cho ai truyền không. Nếu mà chưa có thì anh cho tôi truyền, còn nếu mà chưa có thì anh bắt tôi phải chờ. Thì cái tín hiệu mà tôi yêu cầu để truyền á, nó là bus request. Và cái tín hiệu mà cái bộ điều phối bus nó báo cho tôi biết là tôi được phép sử dụng, nó là tín hiệu grant. Grant tức là cho phép. Không. Như vậy là chúng ta sẽ có hai cái chân, một hai tín hiệu nữa, một cái tín hiệu là bus request, yêu cầu sử dụng bus, và một cái tín hiệu là cho phép sử dụng bus, là bus grant. Đó là ngoài những cái chuyện read write và mem read write, l read write, ta thấy nó phải bus request. Ngoài ra thì chúng ta lại có thêm cái tín hiệu là interrupt, thì cái này các em biết rồi. Tuy nhiên là interrupt thì không phải chỉ có một tín hiệu không, mà để phục vụ cho cái hoạt động ngắt thì chúng ta lại có thêm một tín hiệu nữa là tín hiệu chấp nhận ngắt. Tức là khi tôi yêu cầu bộ vi xử lý là xử lý ngắt cho tôi, thì bộ vi xử lý phải xem là hiện giờ có cái ngắt nào đang thực hiện hay không, đúng không? Nếu có rồi thì nó chưa có báo chấp nhận ngắt nha, nó không nói gì hết. Và cái yêu cầu xử lý ngắt của em đó, nó chỉ được xử lý khi mà có tín hiệu chấp nhận ngắt báo từ bộ vi xử lý thôi, hiểu không? Như vậy nếu tôi chưa có tín hiệu này tôi phải chờ. Nó cũng giống như là chưa có tín hiệu sử dụng bus thì tôi phải chờ. Và cái cách làm của nó là như vậy. Cho nên là cái tín hiệu trên bus điều khiển nó thật ra nó nhiều hơn, nhưng nó không phải chỉ có những cái mà chúng ta thấy trên này, nó có thể nhiều hơn. Và cái phần sau thì các em thấy là tổng số cái đường dây này nè, tổng số tất cả cái đường dây của cái bus này nó có thể lên đến 150 dây. Rất là nhiều cái dây như vậy. Rồi tín hiệu đồng hồ cũng là một cái tín hiệu
Truyền trên bus. Nhưng nãy giờ là mình nói sang cái phần số 2 rồi đó kia. Cái phần số 2 tức là chúng ta cái phần nói về bus. Nha. Bus thì cái phần thứ nhất đó là structure. Về mặt structure thì chúng ta có gì? Có data, bus, chúng ta có address bus, chúng ta có control bus. Thì vào chúng ta vừa mới giải thích những cái loại tín hiệu có trong bus này. Và tất cả những cái này thì nó đều mang tính chất là share. Mang tính chất là share. Giờ tôi hỏi các em cái này, các em học, chúng ta vừa học xong cái môn mạng căn bản đúng không? Vì trên mạng căn bản các em thấy là chúng ta có nhiều cái máy tính kết nối vào cái đường truyền mạng sử dụng chung không? Để truyền giữa các máy tính với nhau. Ví dụ cái phòng máy mà các em thực hành chẳng hạn, phòng A5103 mà chúng ta học các buổi đó, thì chúng ta có 60 máy. Và 60 máy đó thì nối mạng chung với nhau bằng cái đường truyền chung. Như vậy cái đường truyền mạng đó nó cũng có tính chất là cái đường truyền chung, hay ta gọi là share media nha, share media trên mạng á, share media. Thì các em có nhớ là với cái share media như vậy thì trên mạng không thể có cái chuyện là hai máy tính truyền đồng thời nha. Đó, đặc tính của cái môi trường share là như vậy các em. Mỗi lúc chỉ có một người được khởi sự truyền thôi và các máy khác phải chờ nha. Vậy trên mạng thì người ta giải quyết cái chuyện điều phối để các máy tính có thể truyền trên cái đường mạng chung đó bằng cách nào? Ở trong cái máy tính của mình nha, thì lúc nãy ta nói đó là người ta sử dụng cái bus IP này để điều phối, phải không? Đó. Vậy thì trên mạng, trên cái share media này, người ta dùng gì? Các em đang học cái môn cơ sở ngành đó các em, những cái môn cơ sở ngành này đó các em để ý là cái kiến thức của nó sẽ rất là giống nhau và các em đều có thể liên hệ được hết. Và khi mà học thì các em nên tìm cách các liên hệ, vì khi ta liên hệ được như vậy thì các em sẽ nhớ rất là lâu. À, và nó là nền tảng kiến thức của các em đó. Đây này, để tôi mô tả lại nha. Tôi muốn truyền lên mạng á, thì đầu tiên tôi phải nghe xem là có ai gửi không. À, có ai gửi không? Cái tín hiệu trên đường mạng á, hiện giờ đang có ai ai, ai sử dụng không? Nếu hên mà không có ai sử dụng, nếu xui nhé, nếu xui có người đang sử dụng thì tôi phải chờ. Tôi phải chờ cho đến khi nào cái đường truyền nó rảnh thì tôi mới có thể truyền được. Rồi trường hợp thứ hai là trường hợp mà tôi thấy đường truyền rảnh, à tức là tôi có thể truyền được. Thì khi mà đường truyền rảnh tôi bắt đầu truyền. À, và các em sự lưu ý là cái trong cái tầng link á, tầng vật lý, tức là chúng ta truyền từng bit một đúng không? Nhưng mà khi mà chúng ta muốn truyền dữ liệu lên trên mạng thì mình sẽ truyền thành từng cái frame ha, từng cái frame đó, một cái frame là 1.000, khoảng 1.500 bài đó. Thì lúc tôi nghe thấy rảnh thì tôi bắt đầu tôi đóng cái frame đó và tôi truyền đi. Nhưng mà khi mà tôi truyền cái frame đi á thì nó cũng truyền tuần tự, tức là một bài, hai bài, ba bài, bốn bài. Thì lúc tôi truyền như vậy thì có thể là một hồi thì nó sẽ đụng với ai đó trên mạng. Tại vì thí dụ tôi truyền bên đầu bên kia cũng có anh nghe anh thấy rảnh anh truyền lên, thì một lúc nào đó thì hai bên sẽ đụng nhau. Đó. Cho nên bây giờ chúng ta xét cái trường hợp là rảnh rảnh và hên nhất á, là tôi thấy rảnh nha, tôi đóng gói tôi truyền và tôi truyền được hết nguyên một cái frame của tôi luôn, tôi coi như xong. Cái trường hợp tệ nhất là cái trường hợp mà tôi thấy rảnh, người đầu bên kia cũng thấy rảnh, cho nên là tôi phát lên, anh đầu bên kia cũng phát lên, một lát hai bên đụng nhau. Đó. Thì khi mà đụng nhau một cái thì cái tín hiệu đụng nó sẽ làm cho cái mạch của tôi á, nó biết liền, và khi nó biết là đụng rồi á thì nó sẽ tạm nghỉ lại nha, mỗi anh nghỉ trong một khoảng thời gian rồi sau đó thì phát lại. Đó. Thì cái hoạt động đó các em có nhớ là cái giao thức nào nó làm không? Cái giao thức gì nó hoạt động theo kiểu đó? Không phải TCP/IP em. TCP/IP là ở tầng network nha, ở tầng network.
Còn cái mà thầy ta đang nói á, là chúng ta nói về cái tầng tầng linh á, tầng linh làm sao để có thể truyền trên đường dây được, đó là tầng linh. Cái giao thức người ta sử dụng CSMACD, cái này nè nó sử dụng trong cái chuẩn nào, cái chuẩn mạng nào, nó chính là Ethernet, được chưa? Ethernet đó. Hồ Kim Tiến nhớ, Hồ Kim Tiến là Hồ Kim Tiền, Hồ Kim Tiền à, đó là Ethernet em. Chính là Ethernet là cái giao thức người ta giới thiệu để cho các máy trên mạng có thể gửi cho nhau trên một cái môi trường share như vậy, phải không? Đó, mình liên hệ thì mình sẽ nhớ đi, các em nhớ à, và thầy nghĩ là khi các em liên hệ được như vậy, các em sẽ nhớ rất là lâu. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái ý kế tiếp, đó là hệ thống đa bus, tức là cái share bus đó nha. Đó, hồi nãy mình nhìn cái hình nó đơn giản vậy đó à, nó chỉ có đường dây nói chung thôi, nhưng mà bây giờ à, thực tế thì nó phân thành nhiều cái loại, kia nó phân thành nhiều loại à, các cái loại đó nó như thế này. Vậy chúng ta có local bus, rồi chúng ta có system bus, chúng ta có expansion bus à. Có bạn nào nhận ra được lý do tại sao người ta lại dùng nhiều cái loại bus vậy không? Ta hiểu là nó là share hết à, nó là share bus hết, nhưng tại sao người ta lại phải chia thành nhiều cái tầng như vậy trên một con đường? Cái đường đó là cái đường mà nó dành cho phương tiện giao thông chạy nha, nhưng mà người ta không chia làn vậy đó, cái đường đó hơi hẹp không chia làn gì hết, và trên cái đường đó thì có thể xe hơi chạy, có thể xe gắn máy chạy, có thể xe đạp chạy, có thể xe xích lô chạy à, có thể xe công nông chạy luôn, thì nó sẽ xảy ra vấn đề gì?